Chào mọi người, nhìn theo ngón tay của Giang Chỉ ha. Thì đó, công trường dự án Quách Gây đang xây dựng rất là rầm rộ mọi người nhé. Thì để bây giờ hiện nay mà mua một dự án mà chuẩn chỉnh về pháp lý nè, tiến độ xây dựng nhanh là cực kỳ là khó tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, mà nhất là tại trung tâm hành chính nữa thì nó lại càng cực kỳ khó luôn. Và mua một dự án tại trung tâm hành chính mà với chính sách chỉ 15% mà nhận nhà đối với căn 3 phòng ngủ lại càng cực kỳ khó nha. Chưa hết nha chị Cái Tàng, anh chị Cái Tàng mua căn 3 phòng ngủ còn được tặng thêm bộ nội thất rất là xịn sò đến từ thương hiệu gỗ của An Cường anh chị Cái Tàng nhé. Rồi chưa hết, bây giờ anh chị muốn mua á, Giang sẽ tặng cho anh chị 0.5% khi anh chị góp căn thành công và chuyển cọc thành công luôn, là Giang sẽ tặng riêng cho anh chị 0.5%. Rồi bây giờ Giang sẽ cho anh chị thêm, bây giờ Giang sẽ cho anh chị xem qua tiến độ thực tế tại dự án Quách Gây nè, mình cùng di chuyển vào trong để mình xem qua nhé. Rồi anh chị thấy không ạ, đây là tiến độ của dự án Quách Gây, nó rất là nhanh luôn, công trường là làm việc rất là rầm rộ luôn. Đó là những cái hình ảnh của dự án Quách Gây. Bây giờ hẹn gặp lại anh chị Khách Hàng tại nhà mẫu An Gia Gallery để mình xem qua căn hộ mẫu của dự án Quách Gây. Anh chị Khách Hàng đăng ký với Giang để xem thực tế căn hộ mẫu anh chị Khách Hàng nhé. Vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Rồi xin mời anh chị cùng di chuyển qua nhà mẫu An Gia Gallery.